Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em lại quay trở lại với kênh YouTube của Đạt. Anh em nào theo dõi kênh YouTube của Đạt thì chắc cũng biết đây là chiếc xe mà cách đây mấy hôm thì Đạt có quay sơ qua cho anh em rồi đúng không ạ? Đây chính là chiếc Mitsubishi Xpander đời 2019 và đây là phiên bản AT số tự động được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia nha anh em. Và chiếc xe này đã lăn bánh được 56.000 km, tức là 5.6 vạn nha anh em. Full lý lịch hãng hết luôn. Đó. Và chiếc xe này sơn zin, nó đời đâu đó tầm cỡ 95%, có dặm nhẹ cánh cửa tài. Mình có hình chụp luôn, tại vì bạn chủ xe này là cũng quen mình ha. Cho nên và mình đã xin hình ảnh tất cả các cái cản trước cản sau là zin, chưa có đụng chạm gì luôn. Và điểm đặc biệt của chiếc xe này là chủ xe rất là chịu chơi, đã chi đâu đó sắp xỉ gần 100 triệu. 100 triệu nha anh em, để độ cho chiếc xe này nguyên dàn âm thanh cực mạnh ha, hệ thống đèn laser, đèn bi gầm và rất nhiều đồ chơi theo xe nữa. Bây giờ mình sẽ đi quay chi tiết về chiếc xe này cho anh em luôn. À, chia sẻ với anh em luôn, hiện tại giá xe này bên mình đang chào bán với mức giá là 569 triệu nha anh em. Rồi, ok anh em. Anh em biết tại sao nó có cái tiếng gõ cửa chắc nịch gì không? Tại vì chủ xe đã làm cách âm toàn xe luôn rồi. Đó, lên dàn âm thanh khủng thì anh em phải cách âm toàn xe nha, để nó có một cái âm thanh cực mạnh ha. Xe này mấy anh em hay gọi vui là xe của dân chơi bay lát cái kiểu này ha. Đấy, đây chính là cái phần động cơ của chiếc Mitsubishi Xpander nha anh em. Xe này thì sử dụng động cơ có dung tích là 1.5 thôi, cho nên nó cho một cái mức tiêu hao nhiên liệu rất là ấn tượng ha. Xe này thì anh em có thể vừa đi gia đình cũng được, kết hợp kinh doanh cũng được, tại vì nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đây anh em nhìn đây, máy móc là nguyên zin, chưa có đụng chạm một con ốc gì hết nha. Và Xpander 220 thì có xe lắp ráp, 29 này là toàn bộ là xe nhập Indo hết nha. Và chuyển qua cái mẫu mới bây giờ thì theo thông tin mình nắm thì cũng đã chuyển qua là nhập khẩu lại rồi ha, nó chỉ có một số ít là xe lắp ráp thôi. Đây anh em nhìn nè, ốc nắp capo là chưa có đụng chạm gì hết nha anh em. Đó, zin nguyên bản hết nha. Đây anh em nhìn nè, keo chỉ là nó ẩn sau cái lớp này nha, toàn bộ là zin hết nha, zin đét hết nha. Mắc một ly chỉ là đền cho anh em 100 triệu nha. Đó, keo chỉ là zin hết. Đây anh em nhìn mấy cái lỗ tròn lỗ ngang nè. Xpander thì họ chỉ có sơn lót một cái phần sơn mỏng này thôi ha, họ không có được làm kỹ như những cái dòng xe khác. Dù sao đây cũng là một cái dòng xe gọi là giá hợp lý, rẻ tiền. Đó, đây anh em nhìn nè, xương sẩu là nguyên si hết nha. Chủ xe đã lên cho anh em bộ đèn laser nha anh em, bộ đèn laser đó, và dàn âm thanh cực kỳ khủng luôn. Đây anh em nhìn tán nhựa nguyên zin hết nha. Đây đèn made in Indo này, toàn bộ là zin hết. Đây mình sẽ chia sẻ cho anh em này, bộ đèn pha xe này cũng khá là nhiều tiền ha. Dàn đèn không á là hơn 10 triệu rồi. Đó, 10 triệu là làm ngoài chứ không phải làm hãng nha anh em. Để mình nổ máy lên cho anh em coi. Đó ha, rất là dân chơi luôn, rất là chịu chơi nha anh em. Chiếc xe tâm huyết này. Cái đèn này á, bạn ấy để thay cái đèn rồi, khi anh em chạy á thì nó từ cái ánh xanh nó chuyển sẽ qua ánh trắng nha, nó sẽ đổi màu nha. Và đây nè, đèn này là đèn laser nha anh em, đèn laser chứ không phải đèn bi đâu. Ở dưới này là có bi gầm này nha anh em. Đó, rất là sáng và sáng rất là đẹp, rất là xịn sò nha anh em. Nguyên dàn đèn này là hơn 10 triệu nha anh em. 10 triệu là giá thị trường làm bên ngoài luôn á, chứ không phải giá hãng đâu nha. Đưa vô hãng thì chắc giá 20 quá. Cách âm này, tiếng đóng cửa này. À, nhờ có làm cách âm nó mới chắc như thế này. Vỏ lớp thì tất nhiên rồi, zin theo xe. À, anh em thấy cái mâm này nó lạ đúng không? Mâm này là mâm của đời 2020 nha anh em. Đó, vỏ thì zin theo xe đi. Đó, anh em nhìn đi ha. Đó, anh em quan sát lòng về các kiểu luôn, thấy không? Đó, kẹn chiếc là khít thịt, sơn zin hết nha. Đấy, thấy chưa? Đó, chủ xe thì cũng có dán cái nóc màu đen ha, với kết hợp với màu bạc. Trong cái xe rất là thể thao đúng không anh em? Ốp gương chiếu hậu dạng carbon, giả carbon ha. Nhìn nó đẹp và nó khác. Đó, ví dụ như đây. Đó, anh em nhìn nè, tay nắm cửa này. Cái bộ carbon này nó sẽ mắc hơn, tức là nó là nhựa giả carbon thôi, nhưng mà nó sẽ mắc hơn so với là anh em mua cái bộ inox thường nha. Đó, và anh em nhìn phía dưới này. Đó, chủ xe cũng để gắn cho anh em một bộ tem, được thiết kế riêng, rất là đơn giản, không màu mè, nhưng mà rất là đẹp đúng không ạ? Đây,
keo chỉ cánh cửa là nguyên zin hết, keo chỉ cánh cửa nguyên zin hết nha anh em. Không, xe này đẹp lắm, xe dân chơi giữ cực kỳ kỹ ha. Đây, keo chỉ cánh cửa là nguyên zin hết nha anh em. Đó, cam kết mạnh luôn. Đó, full lý lịch hãng nha. Xe này là đúng xe gia đình xịn nha anh em. Đây nè. Đó, không phải là xe dịch vụ đâu nha. Một số anh em ham rẻ có thể mua những cái xe nó rẻ hơn xe này 10 triệu, 20 triệu nhưng mà là xe dịch vụ. Đây anh em nhìn nè, full lý lịch hãng luôn nè. Đó, cái lần bảo dưỡng cuối cùng là ở km là 55.000 cây. Và hiện tại chiếc xe này odo của nó là 56.000 cây. 56.000 cây chia cho 3 năm thì cũng không phải là đi nhiều đâu nha anh em. Một năm chỉ có mười mấy ngàn cây thôi. Đó, đây anh em nhìn rõ zin theo xe này, thấy chưa? Đó, anh em nhìn mấy cản này, đó sơn zin hết này, thấy chưa? Đó không đẹp không? Anh em đứng bên hông nhìn bình thùng rồi coi, đó nhìn mấy cái đường gân này nè. Đó, Xpander mua không cẩn thận thì sẽ gặp xe dịch vụ giá rẻ, cái đó tùy suy nghĩ của anh em hoặc là xe đi nhiều ha. Đây, keo chỉ là nguyên zin hết, keo chỉ nguyên zin, ốc cabo này, các cái này, máy tán này, đó, đó nhìn cái nhựa ở đây coi ha, đó xe rất là đẹp nha anh em, đó anh em nhìn cái tán này còn sáng long lanh này thấy chưa, đó, súp hơi nha anh em, nguyên dàn âm thanh là cả 100 triệu nha, súp hơi của hẹt nha anh em, súp này là súp hơi, riêng cái súp này không á anh em lên trên Lazada hoặc là anh em lên trên mạng anh em search coi, chưa có âm ly, chưa đi đường dây. Cái súp này không đã mười mấy triệu rồi, chưa tính là công cán đi dây và đã chơi dàn âm thanh này là phải cả âm ly rồi bộ khuếch đại này kia nữa nha, chứ không phải là ưng ưng là gắn vô là xài được đâu nha anh em. Đó, đây anh em nhìn nè, thấy chưa, dàn âm thanh này rất là khủng khiếp nha anh em, 100 triệu tiền dàn âm thanh nha. Đó, mà giá thì mình vẫn có thiết kế cho anh em một cái giá hợp lý nha anh em. Đó, một cái giá hợp lý ha. Đây anh em nhìn gầm bể các cái thôi, cực kỳ sạch sẽ. Đó, nhìn ống bô coi, giả sơ cua thì có lăn bánh nhẹ rồi nhé anh em. Đấy, đây anh em nhìn nè, phía sau nè, anh em nhìn bên hông coi, bình thùng rồi coi, đúng không, giá hợp lý ở cửa tiền hơn 500, xe số tự động nhập 7 chỗ thực dụng nữa, còn gì bằng, đúng không anh em. Đó, đẹp không, đấy thấy chưa. Giờ làn cách âm thôi, chứ cái dòng này tôn vỏ nó mỏng, tiếng đóng cửa nó không được như thế này đâu ha. Đây này anh em nhìn này, bộ khuếch đại và dàn âm ly là hai bên nha anh em nhìn này, sau phía trong này. Đó, hai ghế là hai bộ khuếch đại nha anh em. Đó, nhìn nghĩa sơ quay coi dàn âm thanh hẹt này, trên trụ này khủng khiếp lắm nha anh em, đi kèm với màn hình Android nữa nha. Đó, hơn 100 triệu tiền đồ chơi nha anh em, độ cực kỳ khủng khiếp luôn á. Đó, anh em nhìn ốc tán bên trong đây nè, còn sáng quắc, đúng không? Đó, thấy chưa? Mitsubishi Xpander ha, ốc tán cánh cửa này, coi nè. Đó, thấy chưa? Xe rất đẹp nha. Đó, chứ không, cái này là dân chơi, dân có tiền, người ta làm. Rất là đẹp. Chứ không phải là đồ chế chéo bậy bạ nha. Đó, anh em nhìn tổng quát lại đi. Mitsubishi Xpander 2019, số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, 569 triệu. Bây giờ mình sẽ quay tiếp phần nội thất cho anh em coi nha. Anh em có thể nhìn tổng quát một vòng về cái nội thất của chiếc xe này. Xe này cái đời này về zin nguyên bản thì không được trang bị ghế da nha. Đời sau 2020 thì có ghế da nhưng mà là tông màu đen. Thì đối với một cái xe nó kích thước nó hơi nhỏ như xe này thì theo mình thì cái tông màu này nó sẽ giúp cho cái xe nó sáng hơn, tăng cái tính rộng rãi. Còn màu đen thì có thể nó sạch nhưng mà về cái cảm giác thì nó lại không được sang trọng bằng cái tông màu kem này ha anh em ha. Đó, và anh em có thể nhìn cánh cửa đây, nhìn tất cả mọi chi tiết ở đây đều rất là mới ha. Đó, cực kỳ mới nha. Đó, và đây này anh em có thể thấy này, nhìn bên phía ghế tài cũng có một bộ khuếch đại âm thanh nha anh em. Đấy, bộ khuếch đại âm thanh đây, mình sẽ đề máy nổ cho anh em. Lúc nãy là mình cho anh em xem cái phần lịch sử hãng rồi đúng không ạ? Đây, anh em có thể nhìn vô lăng, cho mình mượn camera nha. Đây anh em nhìn nè, vô lăng này. Đó, nhìn vô lăng mới không anh em? Có cruise control nha. Đó, nè, đúng 56.000 km nha anh em. Đó, nó bị khuất sáng, cái màn hình nó chớp chớp nha. Một số anh em coi phán bừa phán bậy nói xe này cái màn hình nó chớp chớp là chết rồi nha. Đó, anh em nhìn đây ha. Cái này nó chớp chớp là do giữa cái camera và cái đèn này nó khác tần số nha anh em. Cái này anh em nào chơi nhiếp ảnh hoặc là học quay phim thì biết ha.
Đó, một số anh em coi phán bừa ông Bảy nói cái đèn nó hư rồi. Cái màn hình nó hư rồi. Đây anh em nhìn tất cả này ha. Đó màn hình Android này, thấy chưa? Đó anh em nhìn phím vặn điều hòa này, thấy chưa? Nhìn ngay cái vị trí bệ cần số này. Chìa khóa này, thấy chưa? Đẹp không anh em? Mới không anh em? Đó, đặc biệt luôn nha, đặc sắc nha. Đó, dàn âm thanh hẹt nha anh em. Đó, kinh khủng không? Đó. Táp lô, táp ly này. Đó. Mới không? Nhìn chi tiết này mới không anh em? Đó, nhìn này không có trầy trụa gì hết nha. Đó, ở đây nó còn có một cái húp kính nữa nè. Đó, hiển thị tốc độ trên gương nè. Đó, thấy chưa? Mới quá, đẹp quá anh em ơi. Giá lại hợp lý nữa ha. Đây, màn hình Android nha. Đó, màn hình Android nha anh em. Đó, le phong trần thì đã được đọc bọc 3D. Rất là sạch sẽ và sang trọng ha. Thấy chưa? Hàng ghế sau nè. Đó. Hàng ghế sau nè, thấy chưa? Đó. Đẹp không? Sàn nè anh em, sàn 3D hết nè. Lót thêm một tấm cao su nữa nè. Dàn âm thanh đi rất hay luôn. Nó nhìn cánh cửa này coi, nó nhìn từng cái vị trí này kìa. Anh em nhìn coi ha. Đó. Đúng 56.000 cây nha anh em. Đó anh em nhìn tổng quát lại đi. 569 triệu thôi, quá hợp lý đúng không ạ? Thông tin chi tiết thì anh em gọi vào số 0931 226669 nha anh em. Cái đèn này khi chạy thì nó sẽ đổ qua màu trắng nha. Cái đèn LED ban ngày này, bộ đèn laser này. Nguyên dàn đèn không? Hơn 100 triệu tiền đồ chơi nha anh em. Đó. Thông tin chi tiết thì anh em gọi vào số 0931 226669 nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nha.